Kính thưa thầy, con thưa chị Gia Lộc, con khi ngày đầu tiên đi theo cái đoàn từ thiện của quận 8, nghe được buổi thuyết pháp của thầy ở tại nhà sách, thì con đã thấy đây là chính pháp, con về đây để tu tập. Nhưng mà về đây theo những cái pháp mà thầy dạy của Đức Cũng Sư đã tìm ra về thầy truyền dạy lại, thì con thấy để việc tăng đọc thanh thân chi thì có phương pháp chúng ta như đây tắt ý, nhưng mà không tắt ý hoài cho nó không hết cái thanh cái thanh cái chi mà rồi. Như hồi trước con ngoài con hút thuốc lá dữ lắm, một ngày hút một số mấy lần, nhưng mà lúc có thầy ở nhà con bỏ được, trong mấy tháng sau con hút lại, con hút lại mà giờ lúc con muốn bỏ luôn, nhiều lúc mà không được, nó nghiện gì đâu, không có, nó buồn, nó nhớ gì đâu, mà cái chuyện hút vô cảm thấy người nó mệt, nó khó chịu. Nhất cái thứ hai con xin hỏi thầy, hồi trước lúc thầy vì đi ẩn bóng đi viết sách, lúc đó không có thầy nhà thì thầy không có cái kiểu ký tên của trong của con cái bàn quy y là Gia Lộc. Rồi sao con xin thầy quy y đặt lại nhà thầy Thiên Tâm giới thiệu lên là xin cho con là các pháp pháp danh mới là thân thông, nhưng mà về thì trong đó thì nói là bây giờ giữ nguyên pháp danh Gia Lộc, nhưng mà con hai tay con không biết con chưa dùng tên nào. Rồi cái thứ ba là con thì em hối với Đức Phật với thầy thì toàn thể với tu sinh là chỉ cho con thực hành để con tu tập được tốt. Bây giờ về vấn đề mà pháp danh con á, thì Gia Lộc cũng tốt lắm rồi. Không, con Gia Thọ phải không? Gia Lộc. Con Gia Lộc. Vậy giờ tốt rồi, thôi sử dụng cái pháp danh đó đi, tốt rồi. Nghe con đổ đo đổ lận gì nữa hết. Còn cái kia là kể như là pháp hiệu con thôi. Con hiểu không? Rồi bắt đầu bây giờ về vấn đề giải quyết rồi. Còn về pháp tu, pháp tu con phải tập. Bởi vì con biết là khi mình tu tập mình thấy mình còn trạng thái không tạm thiền miên, con còn không hết rồi. Dạ có khi cũng còn, cái lúc khoảng hai giờ mấy sáng ấy, còn ban ngày không có. Ban ngày có. Dạ cái lúc hai giờ mấy sáng, chỉ lúc đó là với cái buổi tối thì không có, mà chỉ lúc là hai giờ sáng vậy còn chưa hết. Dạ nó còn là còn nó chưa hết. Nó chưa có đánh con buổi tối, bây giờ nó đánh buổi khuya phải không? Dạ. Rồi mai mốt mới đến ban ngày luôn. Có tu nhiều là nó đánh luôn à, nó không tha con chút nào đâu. Bởi vì nó đã còn thì tức là nó còn, nó đã hết thì nó sáng trưa chiều tối khuya không còn nữa. Tức là con thức làm sao nó cũng dậy, nó không buồn ngủ không gì hết, thì tức là nó hết. Còn bây giờ nó còn là nó còn, con hiểu, nó báo cho con biết là nó còn. Vậy thì con phải tu tập chánh niệm tỉnh giác, phải không? Con phải tu tập chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì muốn phá được cái tâm si của mình thì chỉ có tỉnh giác mà thôi. Tỉnh mà giác, con hiểu. Tỉnh đây không có nghĩa là tỉnh là sự im lặng, mà tỉnh đây là tỉnh thức, tỉnh táo. Nói dấu hỏi nhưng mà dấu ngã mấy con. Còn tỉnh yên lặng nó là dấu ngã, hay không mấy con? Nên tỉnh thức nó dấu ngã. Mấy con phân biệt được cái danh từ mà người ta đã biết. Đó. Thì cho nên ở đây là tỉnh giác, tức là tỉnh táo, giác tức là sáng suốt nhìn mọi mặt xung quanh mình. Mà muốn được vậy thì nó đã tỉnh mà nó giác như vậy thì nó còn không tầm cầm. Vậy thì cái pháp đó phải tập chứ. Bây giờ nó buồn ngủ, nó hơi buồn ngủ thì mấy con phải tập nó. Tập nó bây giờ ngồi tập được không? Không, không được. Phải đi. Mày cho mày ngủ, tao đi. Mà tao đi tao phải tập rồi phần tác ý của nó, phần tác ý. Mà tỉnh giác được thì nó mới xả tâm, thì tham si nó mới hết. Chứ con giờ con không tỉnh giác mà con bảo tâm tham si phải ly dục, ly giác pháp hết, ly cho tao. Con nói vậy nó có nghe con không? Nó còn si thì nó làm sao nó nghe? Nó si tức là nó còn mê mờ. Mà mê mờ thì khi người ta nói gì nặng con thì con sân liền. Có đúng không? Dạ, đúng. Con có giác ở đâu? Con mê mà làm sao con giác? Con bây giờ người ta bảo tập tỉnh giác, mà tỉnh giác thì không chịu đi thì làm sao mà con phải tập đi. Mà tập đi như thế nào đúng tỉnh giác chứ?
Thì ở trong tứ vô lượng tâm thì các con thấy thầy nói khi mình đi mình biết mình đi, biết mình đi, không phải chỉ biết mình đi mà còn biết tánh tất cả loài chúng sanh dưới chân chúng ta không dằn đạp. Làm một cái gì thì chúng ta phải chú ý cái hành động tay chúng ta làm, nắm bắt chúng ta làm, để coi chúng ta có cầm vào cái vật đó cẩn thận chín chắn, để lỡ nó rớt xuống thì nó trúng chân trúng tay chúng ta, làm cho chúng ta gây thương tích, thứ nhất làm cho chúng ta đau khổ, thứ hai nắm bắt mà không nhìn kỹ thì con kiến con vật gì nhỏ trong cái vật mà chúng ta nắm, coi chừng chúng ta nắm chết nó. Như vậy chúng ta có giác không? Thiếu, thiếu tỉnh mà thiếu giác nữa. Có phải không? Bây giờ tôi có buồn ngủ đâu mà tôi làm cái chuyện này tôi không cẩn thận, tức là đức cẩn thận của chúng ta. Mà đức cẩn thận nó mang theo cái tính chất của nó, như trong cái bài học đức cẩn thận, đức hiếu sinh cẩn thận. Do lòng thương yêu của chúng ta, cho nên chúng ta tu tập mà chúng ta bước đi là do lòng từ của chúng ta, cho nên chúng ta quan sát rất kỹ, tức là giác, rồi mới bước đi. Còn bước đi thì dù cứ bước đi, coi như là đi cứ đi thôi, đi cho tới nơi chỗ mình muốn tới thôi, thì như vậy là chúng ta không có giác, mà chưa tỉnh thức trong hành động đi của chúng ta. Cho nên chúng ta tập cho nó thành một cái thói quen tỉnh giác, thì do đó cái tâm hôn trầm thì những chúng ta, cho nên nó tỉnh giác mà nó sẽ không còn hôn trầm. Do đó mấy con còn nói hôn trầm thì miên là tại mấy con chưa tu biết cách tu tập pháp môn tỉnh chánh niệm tỉnh giác. Đã chánh niệm mà còn tỉnh giác, cái niệm chân chánh chúng ta là cái niệm thân hành chứ gì, thân hành niệm chứ gì. Cho nên cái pháp môn của Đức Phật có pháp thân hành niệm, lấy niệm thân của chúng ta mà làm cái đối tượng để mà chúng ta tu tập, để mà tu tập chánh niệm tỉnh giác, giác nó, giác tất cả những sự xung quanh nó, chứ không phải tỉnh thức để biết cái hành động đi mà thôi. Cho nên mấy con đừng làm, bây giờ thầy biết hơi thở thầy ra vô, chỉ duy nhất biết hơi thở ra vô thì đó là tỉnh thức trong hơi thở, nhiếp tâm trong hơi thở. Còn bây giờ thầy biết hơi thở thầy ra vô chứ ai mà làm gì qua kia thầy nghe hết, tức là thầy giác chứ không phải thầy tỉnh thức. Thầy giác, tỉnh giác, cho nên ai nói gì thầy cũng nghe cũng biết hết. Mà thầy biết thiện ác thầy biết rất rõ, người đó nói xấu mình, người đó khen mình chê mình biết rất rõ, người đó đừng nói ai thầy cũng biết rõ hết. Tức là thầy đang biết hơi thở. Còn cái người tỉnh thức, cái người tỉnh thức họ chỉ biết hơi thở, lỗ tai nghe, họ không muốn để cho nghe bên ngoài, nó khác. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp như thế này nè, ở ngoài kia người ta la làng chúng ta cũng không biết mà. Còn cái tỉnh giác á, thì ở ngoài kia làm cái gì chúng ta đều biết hết, mà ở đây chúng ta giác được ở trong, tỉnh được ở trong hơi thở, mà tất cả những sự xung quanh phải là chúng ta đều biết hết. Họ đánh lộn đổ mau chúng ta cũng biết, chữ tiếng nói như thế nào chúng ta cũng hiểu biết, đó là chúng ta giác. Các con phân biệt, bây giờ ở đây giai đoạn mấy con đang tu tỉnh giác để chúng ta sử dụng cái tri kiến chúng ta xả cái ác pháp, để ly dục ly ác pháp. Con hiểu chưa? Còn con cứ ngồi tác ý không mà mê vẫn mê thì làm sao mà cho hết tham si tu tập pháp. Đọc sách không biết cái tục. Thôi được, về đi tu lợi. Rồi rồi, con cũng mong thầy về thăm chúng con thường xuyên để thầy đặt tác chỉ dạy cho chúng con để biết cách thức tu tập và sẽ thăm tốt để và còn chỉ dạy chúng con trong mỗi pháp khác để chúng con tu tập để tiến hóa, để ra khỏi bốn chợ sinh tử, để con xin đại ơn thầy. Ngon, đáng tu.